ơi, hôm nay quyết định rồi, quay qua Lạng Hi Ha Âu chơi cái mất phê các bạn ơi. La 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 la. Nhưng mà trời ơi, quên, để mình dẹp cái tai nghe cái coi. Được rồi, đi tới, được rồi, đi tới. Ủa, ông Tạ Hủ đâu vậy? Gì vậy ba? Đi đâu vậy? Từ từ, có này, hôm nay ta định qua Lạng Hi Ha Âu mà. Hi Ha Âu gì tầm này nữa nè. Sao? Tao có việc này muốn hỏi mày vô cùng quan trọng. Hỏi đây. Tại sao lâu nay tao không thấy Hi Ha đâu hết vậy? Kiếm Hi Ha để làm cái gì? Em gái đáng yêu dễ thương của mày đâu rồi? Nhưng mà mày qua kiếm nhỏ làm gì mày? Nhỏ còn con nít để cho mày tha người ta đi mày. Trời, tao con nít là tao bé bỏng nè. Nhưng mà mày kiếm Hi Ha để làm cái gì? Thầy nói chúng ta có việc rất là quan trọng, cần nói chuyện với Hi Ha. Đợi mày kêu bây giờ tao bận quá rồi. Bây giờ một là tao kêu ba hai ba ngày nữa tới, hai là khỏi. Mày chọn đi. Tao đốt cái nhà của mày đó. Ừ, đốt nhà mày khỏi bao giờ gặp Hi Ha nữa con. Thôi được rồi, được rồi, nhanh nhất có thể, nhanh nhất có thể nha. Rồi rồi rồi. Tốt rồi mày. Ba ơi, ba này mê gái cái gì? Vậy là nó muốn mình giả Hi Ha sao? Nhân tiện mình cũng đang rảnh tay không mà mình cũng đang chán quá trời quá đất luôn mấy bạn ơi. Hay là cuối cùng cũng xong rồi các bạn ơi. Hi Ha mặc bộ này nó mới hợp lý các bạn ơi. Con gái thùy mị các bạn ơi. La 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 la. Đi rồi. Ui. Hi Ha. Trời ơi là trời. Tại mình sao giờ nói vậy? Em ở trong nhà Hi Ha. Có phải lâu nay anh cái đúng không hả? Anh Tàu Hủ, anh đi về đi anh Hủ ơi. Hôm nay anh đã gặp được em có nghĩa là chân ái là định mệnh đó, anh không về đâu. Thôi tay anh đi. Thôi anh Hủ ơi, em đi đây anh Hủ ơi. Anh Hủ ơi, anh Hủ ơi. Anh Hủ ơi, em xin anh Hủ ơi. Trời ơi, thằng này nó dí mình quầy, sao mình qua được các bạn nghe nhau bây giờ mày ơi, thằng cốt được hôm nay. Trời ơi, thằng này nó mê gái, nó làm gì thiếu thốn nghe dữ vậy trời. Anh đi mà. Thôi anh ơi, anh đừng có dí theo nữa. Không, anh với em tới cùng trời, cuối đất, tới chân trời, góc bể. Thôi, nhưng mà bây giờ em bận đi rồi, hẹn anh dịp khác đi. Bận, em bận đi đâu, anh theo em đi tới đó. Miễn là mình đi cùng nhau, em hiểu không? Theo tới đó, rồi cho mày bài học. À, thôi được, vậy anh đi theo em nghe. À, được, được, anh theo em, tới cùng trời, bà, mày gọi con, mày đi theo tao lấy bà, mày gọi con. Em tính dẫn anh đi đâu vậy, em tính đi đâu vậy? Em đi theo em đi, em có chỗ này hay lắm á. Hả? Đây nè anh ơi, đây nè. Ê, cái gì? Em tính đi vô cái cánh cổng đó đó hả? Đúng rồi, bọn anh sợ hả? Sợ sao? Thằng Hủ này đâu đội trời chứ. Chưa biết sợ gì. Sợ không có trong từ để của anh em không? Vô, vô đi vô, sợ. Được, không? Vậy bây giờ thì đi theo em thôi anh ơi. Đúng rồi, anh theo em tới tuần cùng trời cuối đất luôn. Đi. Cứu bà con. Yến Thức Thành này là của ai vậy? Yến Thức Thành này nghe quen lắm, có một con gái hả? Có vẻ như có kẻ nào đã xâm nhập vào Lạng Hi Ha Âu này bất hợp pháp, không phải là Hi Ha Âu. Được rồi, mình phải đi kiểm tra mới được. Mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Thằng này là ai? Có phải là Hi Ha Âu mình không vậy? Âu Hủ. Em ở làng xin tố tim, mấy em bình tĩnh. Tao không quan trọng mày đến từ đâu, nhưng mà tao quan trọng mày không phải là Hi Ha. Ủa? Đúng rồi, cứu em. Cứu em. Nhưng mà đây chính là Hi Ha, em gái của bọn ta. Đúng rồi anh ơi. Cái tên này từ ngày cái nó theo đuổi em, bám theo em, định đem qua đây bắt hết em hay sao? Thấy bà mày chưa? Còn gì ở đây chói đâu mà. Mày biên thái, biên thái, biên thái, biên thái. Em tụi tao, em tụi tao mày làm như vậy hả mày? Mày hả mày? Được rồi Hi Ha đấy, bây giờ thì đem nó qua nhà tù ngay lập tức. Rồi xong. Ôi giời ơi, hay là chúng ta quăng vô con này đi Hi Ha Pha. Ăn con này hành hạ nó lắm. Đúng rồi, đúng rồi, đừng có cho vô, mất công là ảnh khóc luôn á chứ. Ê, hay là mày để em, để tao nướng nó cho Hi Ha đấy. Được hả? Nướng đây, nướng đây, nướng đây. Dần chết người. Rồi, nó biến thành khác luôn á mày ơi. Đây, qua nhà tù. Ôi giời ơi, tội nghiệp. Thầy này thì dám xâm nhập vô làng Hi Ha Âu á con. Hi Ha ơi, cứu mạng hả? Có chuyện gì vậy Hi Ha Đét? Ê, Hi Ha Polic. Hi Ha Đét nó đem thằng này qua, thằng này là xâm nhập bất hợp pháp đó. Nhốt vào tù đi. Ây giời ơi, anh ơi. Được, được, được. Nó bất hợp pháp đâu. Nó bất hợp pháp đó chú ơi, chú. Không, em đi lại. Mày hết
nó nhiều không? Được rồi. Rụng mất cái bóng chân của em rồi. Thả nó ra, bỏ nó xuống đi, nó không dám làm gì đâu. Ờ, trời ơi, hắn ta có dám làm gì không? Yên tâm đi. Mày chết mày các bạn. Mày chửi thầy tao đúng rồi hả? Được, bây giờ thì vào chuồng, nhanh lên. Anh ơi, em lại anh, em không có làm gì sai anh. Thằng này thì trời phạm không có nguy hiểm đâu, nên là cho nó tầng dưới được rồi. Trên kia mất công là nó chung phe tụi kia nữa chứ nào lắm á. Cho em ra đi mà. Được rồi, vậy hai tụi tao xong việc rồi, tụi tao về vậy. Cảm ơn hai đứa, về đi. Đó, bye bye. Em bị oan anh ơi, em bị oan à. Mày dám vượt, mày dám đi qua bên đây, lãnh thổ này của Hy Hà. Mày dám qua đây đường đường chính chính như vậy, mày không biết sợ, mày liều lắm. Em ngủ gió to thổi em vô đây anh ơi, em không biết gì hết á. Không quan tâm, chừng nào có người bảo lãnh mày thì mày ra. Trời ơi, ai bảo lãnh? Có người bảo lãnh là khỏi bảo lãnh luôn. Biết em ở bên này lấy gì bảo lãnh lên đây, em một nhông ở trong đó là việc của mày, không quan tâm ai kêu xâm nhập bên đây. Trời ơi, anh em ôi trời ơi, ơi đi ra ngoài đi, thằng mấy thằng vô tù này nó thường sinh vậy lắm, nhức cái đầu lắm. Ai ra tù hai la 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 la. Nhưng mà Hi anh pha, cái đứa kỳ lạ vậy. Quên giới thiệu với ông Hi cảnh sát, đây chính là Hi Ha, là em của thằng Hi Ha đó, nên là coi như là em của chúng ta luôn rồi. Ồ đúng đúng đúng, vậy coi như nó cũng là em của ta rồi. Hi Ha ơi, sao em đẹp mà em chơi mất dạy vậy Hi Ha ơi? Em của tao mày nói gì vậy mày? Cái miệng mày lớn như cái bô vậy, mày kêu tao không nghe được, cái thằng quỷ sứ đầu vàng kia. Thấy bà mày chưa con này dám đi theo tao á mày. Được rồi Hi Ha, lâu rồi không gặp, em muốn đi đâu không, để anh chở đi cho. Em muốn đi vô làng coi Phan à, anh có thể chở em đi được không? Được, bây giờ thì lên người anh đi, anh sẽ chở đi cho. Trời ơi, đúng là Hi Ha các bạn ơi. Hi Ha qua làng Hi Ha Âu thì sướng vãi biết luôn các bạn ơi. Cảm ơn anh nhiều nghe. Thôi bây giờ thì anh về lại đây, tạm biệt. Bye bye anh Hi Ha kênh pha, cảm ơn anh nhiều nghe. Đồ quá trời pha nạt luôn. Ôi hôm nay có pha nạt của mình rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình đang trong hình dạng của Hi Ha các bạn ơi. Có cả ông chú Polycare được tô màu lên luôn rồi nè. Rồi này có nàng tiên cá nha, glitch gì tùm lum luôn. Wow xịn thiệt. Em gái đây, em xinh đẹp quá đây rồi. Rồi dám vũ mình nhảy TikTok nắm nữa nè các bạn ơi. Ủa có chuyện gì không vậy anh Hi Ha glitch? Có chữ đây rồi. Nhảy như là glitch TikTok được. Chưa gì nó vũ mình quay TikTok rồi. Thôi em không quay TikTok đâu anh ơi. Thôi sao vậy, quay anh lên TikTok đi mà. Trời ơi em mà không quay là anh chở cho em cầu luôn. Thôi cho mình giúp nó đại clip quá. Giúp anh một clip thôi nha. Ok chỉ cần một clip thôi là được rồi em ơi. Trời ơi là trời, ông nội này tối ngày nhảy TikTok hoài ông nội ơi. Ok xong rồi nha anh ơi, em không quay nữa đâu. Trời ngắn quá à. Thôi quay anh lên một clip nữa đây. Thôi em không quay đâu, thôi em đi nha. Yeah, trời ơi, có ai không? Cứu tôi với. Nắc vào bát bún ơi, cứu em mà nắc vào bát bún ơi. Có chuyện gì vậy? Hi Ha glitch em, bắt em quay hoài à. Trời ơi, quay con clip TikTok mà mấy giờ làm cái gì vậy trời. Ôi, mày dẹp đi, em gái lâu lâu qua đây chơi một lần mày không chơi với nó, mày cứ quay TikTok hoài vậy. Tao quay TikTok thì cũng có nghĩa là đang chơi mà. Cái dục cái này xuống hồ luôn cho dời, bực hết cả mình. Tối ngày quay TikTok nè. Ai 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 là trời, ai nhảy là chim của tôi à. Ăn cơm nè, không cho với mày nữa tao đi về. Trời ơi cái gì bánh bèo vậy trời, dục cái gậy live stream khóc đi về luôn mấy bạn ơi. Ủa mà em mới qua đây sao, qua đây sao không kiếm anh, tự nhiên đi làm sao đi vòng vòng chi để cho nó bắt quay TikTok vậy. Em không biết luôn, em đang đi tự nhiên cái nhảy ra xong rồi còn vũ em quay TikTok nữa anh. Nhưng mà em qua đây có chuyện gì? Ơi, hồi nãy á em bị cái tên kia biến thái dí em nên em mới chạy qua đây chứ. Biến thái hả? Kẻ nào giả ghen mà dám ghẹo chọc em của anh vậy? Đó là tàu hủ anh. Tàu hủ đang bị mắc ở bên cái nhà tù á. Bên nhà tù sao? Được, đi theo anh. Hi Ha Bullet, mở cửa ra cho tôi. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì hả mở bốn? Thằng tàu hủ đâu? Ủa, nó trong kia đó, cần gì kiếm nó như vậy trưởng làng? Theo tôi. Vô chém thấy bà nó luôn chứ sao nữa. Mày nè, em gái của tao mà mày làm vậy hả? Trời ơi, nó đi theo em rồi, nó bám theo em mấy mét luôn á anh. Anh H1H4 anh xử nó đi. Đi chung đường anh ơi, đi chung đường thôi, chung đường thôi. Chung đường hả? Chỉ mày hai cái là em về cho cắt bụi anh ơi. Tao nói mày nha, mày không bao giờ được đụng cái Hi Ha mày. Em không đụng mà, em hai mưa. Vậy sao mày đuổi con nhỏ qua tới đây? Trời ơi, chung đường anh ơi. Trời ơi, trời hung dữ thiệt chứ. Nó éo lè mà. Ôi xảo anh ơi, chung đường, cái đường qua làng Hi Ha Âu mà nó bảo chung đường là sao? Em liêm khiết. Đúng rồi. Em liêm khiết. Đường Hi Ha Âu mà mày tưởng đường nhà mày hả? Mày đi chung đường mày. Mày giỡn mà hả? Ui dồi ôi, tội nghiệp đó quá các bạn ơi. Rồi. Anh Hi Ha mở bốn ơi. Anh xử cái thằng này đi, em đi về nha.
em về đi, có gì thì kiếm anh, anh xử nó cho, anh xử nó thấy mà em. Anh mới sợ em nè, anh lấy em thôi. Thấy bà mày chưa con, thấy bà mày chưa con. Ui, thôi, con về, à, em về cẩn thận nha, cần gì thì báo. Trời ơi, ông chú này tao bốn mấy tuổi mà kêu em, trời ơi, nghe kỳ kỳ kiểu gì á bạn ơi. Thôi đi về, đi về, đi về, đi về. Mà bây giờ đổi skin lại vô cứu nữa các bạn ơi, không mà nó chết thế này luôn á bạn ơi. Hay à, cảnh sát ơi, hay à, cảnh sát ơi. Ôi ơi, trong đó có một thằng tù nhân gì nghe bảo là làng của ông đang bị bắt bên đây đánh bầm dập luôn kìa, nó biến thái gì đó. Mở cửa cho tôi đây. Cậu vô coi nó coi sao đi. Cứu nó đi, nó sắp chết rồi đó. Một hát bốn đang đánh nó dữ lắm. Ui giời ơi, chắc chúng ta không phải cùng với nhau rồi. Mày thôi ơi, hát mở bom, bình tĩnh. Mày quản lý cái làng bên kia kiểu gì mà để cho cái thằng biến thái này dí em của tụi mình vậy? Biến thái gì vậy tao? Biến thái gì đâu, tao có biến thái gì, tao chưa làm gì hết, tao chưa đụng cho con gái ôi trời ơi, đây, thằng này thật ra là hiểu lầm đó, hi he nói với tao rồi. Tại vì á, giờ này tại vì á, thằng này nè, nó gọi là nó thích thằng con hi he lắm, mà hi he bị cái gì á, xong rồi nó không thích nhỏ thằng này, hiểu không? Thằng này điên tình lụy tình, hiểu không? Trời ơi, con gái của mình mà được có người lụy luôn sao? Chứ gì nữa, em gái xinh đẹp mà mày hi he mày. Ôi thôi được rồi, vậy coi như thả nó ra hả? Ừ, thả nó ra đi, cho nó về lại làng tao đi, chắc đường này nó tởn rồi, nó không dám theo đuổi luôn á. Rồi tao biết rồi. Hi ha bố lên đây, có vẻ như thằng này nó biết tội lỗi rồi đó, cho nó về lại với lại hi ha đi. Ôi yes sir, mày đừng bao giờ làm chuyện đó với em gái tao, biết không? Trời ơi em biết rồi, em thề em tưởng mày già vậy em không dám đụng cọng tóc như em gái anh đó. Ôi trời ơi, đó mày bố láo đi con. Tao chưa làm gì luôn á, tao bị oan trời ơi. Oan hả? Ai đi vô đây, oan vậy đi vô đây. Không oan, đúng tội. Ê, nghe nói cái làng này, nghe là tù này, nghe nói đang có tụi phá ke đúng không? Hi ha Bullet. Ồ đúng rồi, tụi nó đang ở trên đó. Tụi lên trời nó một trận mới được bực hết cả mình. Ôi trời ơi. Rồi xong, tới hàng hàng tụi phá ke dữ trời. Đúng là một hát bốn. Thôi, hai đứa bay đi về đi. Rồi, ôi trời ơi. Ôi trời ơi, tụi nó đánh nó trễn tiếp nữa rồi các bạn ơi, hiệp 2 rồi các bạn ơi. Thôi thôi mình đi về. Đi về ơi, Hữu ơi, trời ơi. Ôi trời ơi, mấy thằng này bị đánh bầm dập luôn rồi. Từ nay mày đừng có qua đây nữa, sao mày đi qua đây chứ vậy. Trời ơi, mày sai lầm tuổi trẻ hả.